Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Giá vàng thế giới sẽ đi ngang trong nửa năm tới. Ngân hàng Wells Fargo, một trong những ngân hàng lớn nhất của Mỹ, cho rằng diễn biến giá vàng thế giới trong khoảng từ 3 đến 6 tháng có thể khiến nhiều nhà đầu tư mất kiên nhẫn. Nhà đầu tư sẽ cần phải kiên nhẫn với diễn biến giá vàng thế giới trong thời gian ít nhất 6 tháng tới. Đó là nhận định được bộ phận nghiên cứu một ngân hàng lớn của Mỹ công bố mới đây. Với triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed như hiện tại, giá vàng thế giới sẽ có thể đi ngang hoặc giảm ít nhất hết mùa hè năm nay, chuyên gia dự báo. Trưởng bộ phận chiến lược tài sản tại ngân hàng Wells Fargo Mỹ, ông John LaForge, cho biết ông không tin Fed sẽ hạ lãi suất cho đến những tháng cuối cùng của năm. Ông nói thêm thị trường hàng hóa và tài chính đang phát đi những tín hiệu cho thấy chiến lược thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed đã đạt đến giới hạn. Ông LaForge cho rằng thị trường vàng cũng sẽ đương đầu với những diễn biến trồi sụt nhất định. Ông chỉ ra rằng người tiêu dùng tại châu Á, dẫn đầu bởi người tiêu dùng Trung Quốc và Ấn Độ, mang đến động lực quan trọng cho giá vàng thế giới, nhờ vậy mà giá vàng thế giới lên sát ngưỡng cao kỷ lục. Tuy nhiên ở hiện tại, ông LaForge nói thêm rằng động lực tăng giá của vàng có thể đã đạt đến giới hạn, bởi người tiêu dùng hiện tại không còn đủ năng lực mua vàng như trước đây bởi giá vàng thế giới cao và đồng nội tệ của nước họ giảm giá khi đồng đô la Mỹ tăng quá mạnh. Theo phân tích của ông LaForge, nếu nhìn từ góc độ người tiêu dùng Ấn Độ, từ đầu năm đến nay, bất ngờ giá vàng thế giới tăng đến 30%, người tiêu dùng vẫn mua, nhưng đến ngưỡng nào đó, họ cũng cảm thấy mua đến vậy là đủ. Họ có thể sẽ chỉ quay lại thị trường nếu giá vàng thế giới giảm. Chính vì vậy không ngạc nhiên khi chuyên gia dự báo giá vàng thế giới sẽ có thể đi ngang hoặc hạ trong vòng khoảng 6 tháng tới. Theo cập nhật từ báo cáo dự báo giá vàng thế giới giữa năm của ngân hàng Wells Fargo, giá vàng nhiều khả năng sẽ giao dịch trong ngưỡng từ 2.300-2.400 USD ounce trong thời gian ít nhất 6 tháng tới. Sau đó sang đến năm 2025, giá vàng thế giới dự kiến sẽ biến động trong ngưỡng 2.400-2.500 USD ounce. Nhận định về tương lai, một số nhà đầu tư chờ đợi để vào thị trường vàng đang theo dõi diễn biến chính sách tiền tệ của Fed. Phân tích của chuyên gia ngân hàng Wells Fargo cho thấy bất kỳ động thái bơm thanh khoản hay nới lỏng định lượng nào cũng sẽ là đủ để khiến cho giá vàng lên ngưỡng cao chưa từng có. Quá trình chờ đợi biến chuyển chính sách tiền tệ thực sự có thể mất từ 1 đến 2 năm, tuy nhiên có thể khẳng định điều chắc chắn, đó chính là lãi suất không thể tăng cao hơn nữa. Lãi suất cao sẽ khiến cho chính phủ các nước trên thế giới đương đầu với nhiều thách thức. Bản thân chính phủ các nước cũng sẽ phải đương đầu với nhiều vấn đề khi mà nợ ở ngưỡng cao. Họ chịu áp lực không để lãi suất quá cao, chuyên gia thuộc ngân hàng Wells Fargo nhận định. Cũng theo phân tích của chuyên gia ngân hàng Wells Fargo, dù rằng nhà đầu tư tại phương Tây hiện đang cân nhắc nhiều yếu tố để trở lại thị trường vàng, ông không nhìn thấy sự ngại ngần này trong nhóm những đối tượng mua vàng khác. Ông LaForge nhấn mạnh thêm các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ vẫn mua vàng, tuy nhiên khối lượng thực tế đến đâu chưa thể dự báo chắc chắn. Cũng theo phân tích của ngân hàng Wells Fargo, căng thẳng địa chính trị gia tăng trước thềm bầu cử Mỹ tiềm ẩn nhiều rủi ro với thị trường tài chính trong nửa sau của năm 2024. Nhận định về khoảng thời gian còn lại của năm 2024, ngân hàng Wells Fargo cho rằng nhiều khả năng sẽ có khoảng 2 lần hạ lãi suất trong năm nay. Giới đầu tư lạc quan về vàng có khả năng tăng cao trong ngắn hạn. Giá vàng miếng SJC do 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank tiếp tục giữ nguyên mức giá 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Như vậy, trong 2 tuần qua, giá vàng miếng SJC được giữ nguyên ở mức 76,98 triệu đồng một lượng. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử thông tin. Với chính sách bán vàng trực tiếp cho người dân thông qua các ngân hàng thương mại cùng với nhiều biện pháp kiểm soát thị trường, giá vàng miếng SJC dự báo sẽ không có nhiều biến động trong thời gian tới. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng miếng thương hiệu Doji tại khu vực Hà Nội đang mua vào mức 75,3 triệu đồng một lượng và bán ra mức 76,98 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng miếng thương hiệu PNG đang neo mức 74,98 triệu đồng một lượng và 76,98 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý SJC
đang lần lượt là 75,5 triệu đồng một lượng và 76,98 triệu đồng một lượng. Thị trường vàng vừa trải qua một tuần tương đối sôi động khi giá biến động tăng giảm liên tục do tác động bởi các dữ liệu kinh tế. Vàng giao ngay bắt đầu tuần giao dịch ở mức 2.332,6 USD một ounce, nhưng đã trượt xuống mức thấp nhất trong ngày là 2.311,5 USD một ounce. Thị trường duy trì tương đối ổn định cho đến thứ năm khi giá tăng đột biến lên mức 2.364 USD một ounce, trước khi lao dốc thẳng đứng trong phiên giao dịch cuối của tuần về gần 2.300 USD một ounce. Kết quả khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia trong ngành vẫn còn thận trọng về hướng đi trong ngắn hạn của vàng, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ duy trì sự lạc quan với kim loại quý này, với 55% số nhà đầu tư tham gia khảo sát dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Cụ thể, Tổng Giám đốc Mark Chandler của Barnes Noble Global Forex cho rằng tình hình địa chính trị sẽ đẩy giá vàng thỏi tăng cao vào tuần tới. Theo ông, kim loại màu vàng đang kiểm tra vùng 2.368 USD một ounce và có thể đạt mức từ 2.388 đến 2.390 USD một ounce. Cùng quan điểm, các nhà phân tích của CPM Group cũng dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong một hoặc hai tuần tới. Các vấn đề về chính trị, kinh tế và thị trường tài chính có khả năng đẩy giá vàng lên cao hơn, hướng tới 2.400 USD một ounce, thậm chí là 2.450 USD một ounce, và sức mạnh của đồng bạc xanh sẽ không là vấn đề đối với kim loại quý này. Tuy nhiên, các nhà phân tích của tập đoàn này cảnh báo rằng sự gia tăng này có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và sẽ tan biến sau tuần đầu tiên của tháng 7. Trong khi đó, nhà môi giới hàng hóa cao cấp Daniel Pavilonis của AJO Futures nói rằng dù vàng đang được hỗ trợ bởi xu hướng đô la hóa, nợ, bất ổn chính trị, nhưng giá kim loại quý này có thể giảm trong tuần tới. Ông cho rằng bình luận cứng rắn từ các quan chức Fed và các dữ liệu kinh tế mạnh là các yếu tố đẩy giá vàng đi xuống. Hiện tại, giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, để xem lạm phát có đang giảm hay không. Nếu dữ liệu yếu hơn có thể làm tăng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2024, và kịch bản đó sẽ hỗ trợ cho kim loại màu vàng. Ngoài ra, thị trường cũng sẽ đón nhận một số báo cáo kinh tế cùng với kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới neo ở mức 2.320 USD một ounce, tương đương gần 71,2 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 5,78 triệu đồng một lượng. Trong ngắn hạn, đầu tư vàng quá nhiều rủi ro. Từ đầu tháng 6 đến nay, khung cảnh xếp hàng mua vàng từ sáng sớm vẫn diễn ra tại các điểm bán của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV và Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, SJC. Đây là những đơn vị đang thực hiện chương trình bình ổn giá vàng theo định hướng của ngân hàng nhà nước. Tuần thứ 2 bán vàng bình ổn, các đơn vị chỉ phát 50 số thứ tự mỗi ngày, khiến nhiều người dân phải đi về rồi quay lại điểm bán nhiều ngày liên tiếp nhưng vẫn chưa mua được vàng miếng. Về số lượng, ban đầu các đơn vị thông báo bán không giới hạn, thì nay mỗi người cũng chỉ mua một lượng. Để giải quyết tình trạng xếp hàng, ngày 12 tháng 6, Vietcombank triển khai đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng ngay trên website và nhận vàng tại cửa hàng theo địa chỉ và khung giờ đăng ký, song vẫn quá tải. Nhiều người không đăng nhập được nên vẫn tìm đến tận điểm bán để xếp hàng. Có người đến từ 3 đến 4 giờ sáng để được bốc số những số đầu. Ghi nhận cũng có những khách VIP của ngân hàng được ưu tiên mua vàng miếng nhưng cũng chỉ mua một lượng và cũng phải đến các điểm bán ngồi chờ đến lượt. Xếp hàng mua vàng xuất phát từ nhiều nguyên nhân như nhu cầu cất giữ, cho tặng, trả nợ và cũng có trường hợp xếp hàng mua hộ. Và ai nhờ người mua hộ, bất chấp số tiền hoa hồng, bất chấp giá, mua để làm gì, vẫn là dấu hỏi chưa lời giải. Một thời, vào năm 2007-2008, cũng có tình trạng này, nhưng xếp hàng hộ lấy số mua suất bất động sản. Theo tiến sĩ Trương Văn Phước, nguyên quyền chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, mua vàng là quyền của công dân. Pháp luật không cấm mua bán, nhưng người dân cần thận trọng. Nếu mua nhiều mà giá xuống nhiều sẽ phải gánh những khoản lỗ do chính công sức chính mình tạo ra. Vì chỉ một động thái, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngừng mua vàng dự trữ, giá vàng trong một đêm giảm xuống từ 80 đến 100 USD.
Cũng tương tự, giá vàng còn phụ thuộc nhiều biến số kinh tế của Mỹ và châu Âu. Hiện tại, lãi suất đang có xu hướng tăng. Giả sử lãi suất sẽ về mức tốt trong thời gian ngắn, nhà đầu tư rút đi, những người ôm vàng giá cao, vô hình, đã ôm rủi ro vào mình. Không chỉ vậy, ngày 9 tháng 6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã có cuộc họp trao đổi về chính sách quản lý thị trường vàng và bàn sửa đổi Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Tại cuộc họp, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia đề xuất, Ngân hàng Nhà nước cần sớm kiến nghị Bộ Tài chính xây dựng các chính sách thuế đối với vàng, bởi việc áp dụng các chính sách thuế đối với thị trường vàng trong nước sẽ góp phần giảm bớt nhu cầu vàng của một số bộ phận nhà đầu tư và thị trường, đặc biệt đối với những đối tượng mua vàng với mục đích đầu cơ, tích trữ, thao túng giá vàng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Mùi nói rằng giải pháp này có thể ảnh hưởng tâm lý của người tiêu dùng, khiến họ chuyển sang các kênh đầu tư khác, từ đó giúp kiểm soát giá vàng. Bên cạnh đó, việc áp dụng thuế sẽ đảm bảo công bằng trong hoạt động kinh doanh vàng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Các lĩnh vực chứng khoán, bất động sản cũng đang áp dụng thuế thu nhập cá nhân. Do đó, mua bán vàng cũng nên áp dụng chính sách thuế phù hợp. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đều áp dụng quy định đánh thuế. Một điển hình được giới chuyên gia đưa ra là tại Pháp, chủ sở hữu sẽ nộp thuế 11% trên tổng số tiền bán hoặc nộp 36,2% trên mức lãi khi bán vàng. Người có vàng sẽ được miễn thuế khi bán nếu nắm giữ từ 22 năm trở lên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.